shopmoviet.vn bán ít liên quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello chào bạn nha, quái vật bị lãng quên sờ cớt tay to. Trở lại kênh Mobile Mô Việt bởi vì sắp tới sẽ được tăng sức mạnh đúng với sức mạnh của con sờ cớt này. Với lượng máu siêu to khổng lồ. Thì hôm nay mình sẽ đi rừng lại còn có team bạn sản phẩm hộ ấy chứ anh em ơi. Tuyệt vời, đấy mình không cần quan tâm bạn ấy làm gì luôn. Sau khi đã ăn xong cái con khỉ, mình lại ra đấm bạn đấy sắp mặt luôn. Trời ơi, nghĩ gì mà đòi ăn anh em ơi. Bởi vì là đâu có chừng trị mà cứ farm như đúng rồi ý. Ok, bây giờ bật đấm lên lướt cái chân một bạn. Mình xin one hit, one kill. Ui, tiếp tục này, máu ít hơn này. Anh em chỉ bị lướt chân một này, lướt trúng chân một nha. Mình xin, trời ơi. Mỗi thằng một đấm, cái tội lâm tặc anh em ơi, chuẩn bị nha, lướt trên một này. Rồi, mình xin, trời ơi, đúng thực sự là mỗi thằng một đấm luôn. Circus quái vật, thực sự đây là vị tướng bây giờ thì anh em nghĩ là nó cũng rất là hơi tù bởi vì cơ chế đấm chiêu 2. Phải căn chiêu làm sao mà đúng qua cái điểm vừa rồi ý, mình lướt thì mình đấm mình mới có cường hóa. Nếu không là không cường hóa nhiều khi bị hụt hơi. Và khi bị hụt hơi thì tướng địch chạy mất thì lấy đâu có khoảng cách mà đấm nữa, đấm vào không khí. Hơi tù mà cái lượng máu tối đa bây giờ là chỉ tăng có 10% thôi. Lúc nó mới ra mắt với thay đổi ở trong máy chủ thử nghiệm ý, nó là 20% máu tối đa. Mà bây giờ có 10% thì anh em biết rồi đấy, nó yếu hơn máy chủ thử nghiệm. Và sắp tới là sẽ chuẩn bị tăng lại sức mạnh cho Circus. Tăng sức mạnh nha, để có những phát đấm one hit, one kill. Ok nghe mọi đấm ngu người bạn pen luôn. Và như vậy thì anh em sẽ có thể lên được những build đồ 20k máu. Và thậm chí bây giờ anh em cũng đã được 20k máu nha. Hôm nay thì mình sẽ build đồ 20k máu cho Circus. Đồ không đồ trùng nha. Toàn những đồ khiến Circus vừa đấm khỏe vừa trâu. Đối nào các bạn cùng theo dõi nha. Và tất nhiên anh em có thể theo dõi ngay dưới bên dưới màn hình clip của mình rồi, cùng cái phù hiệu để các bạn chơi Circus lợi hại hơn. Bây giờ thì đang là cái thời gọi là thời của cái mộc giáp, nên anh em cứ xài mộc giáp của Circus. Hơi nhiều máu, em đấm cực kỳ đau. Ôi mình đi gánh thanh niên tranh thủ nhở. Trời ơi, tinh thần lâm tặc lại bị đấm do lú cái đầu rồi mà ngu người rồi mà vẫn cướp đều. Đúng rồi anh em ơi, cái tội cướp là phải ăn đấm nha. Trời ơi, đấm phát thối đấy. Bây giờ chưa cuối, mình có chưa cuối luôn đấy. Lổ sát thương từ cái mộc giáp kết hợp với sát thương của Lauriel, máu tụt không phanh. Ở con Circus này các bạn chơi cần những cái gì nhỉ? Cần cái bảng ngọc có một tí máu tối đa. Thì hôm nay mình xài luôn cái bảng ngọc, mặc dù có ít tốc đánh nhưng mà cái ngọc này cũng mình thấy cũng khá ổn. Đó là ngọc chuyên dụng cho những con tướng pháp sư khi mà có 450 máu tối đa, 88 xuyên giáp phép. Đó, ngọc này thì đấm hơi chậm nhưng được cái máu nhiều và xuyên giáp phép nhiều. Và chơi con này anh em phải lên đồ cái đồ rừng xong là các bạn phải lên đồ giảm kháng phép nha, giảm giáp phép. Đây cái gươm hiền chiết, khi mà lên gươm hiền chiết rồi các bạn sẽ đánh Circus rất là dễ, bởi vì máu nó hơn những con quái, hơn cả con bùa. Chứ nếu không có gươm ý, anh em lên những cái đồ mà không có máu đá ý, farm bùa cực kỳ luôn, cực kỳ cực luôn. Bởi vì mình ít máu hơn con bùa mà, ít máu hơn bùa mà ít hơn tí thôi. Mình không nên những đồ máu tối đa để mình hơn máu. Mà mình hơn máu tướng địch thì mình mới đấm đau chứ anh em ơi. Thì đòn đánh thường mới cộng thêm sát thương phép chứ. Đấy. Ôi đòi tóm con trâu. Rồi. Đòi, ôi không cường hóa được rồi. Không có đoàn cường hóa rồi anh em ơi. Tiếc ghê. Ok, đã không có được cường hóa làm sao đấm chết được Capri.
Rồi 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 rồi, cái này thì mình cũng không dám vô luôn, thôi té đi. À ơi, điều nữa là chưa 3 của con sơ cấp. Sắp tới khi các bạn hạ lính và quái rừng sẽ giúp hồi phục máu. Nhưng mà sắp tới nó sẽ hồi phục máu nhiều hơn. Hồi phục máu nhiều hơn nha, các bạn sẽ có thể hồi phục máu nhiều hơn khi mà có cái chiêu cuối chưa dùng này và tiêu diệt quái lính này. Các bạn sẽ hồi phục máu và trụ đường cực kỳ tốt. Thế là đi rừng hiệu quả cực kỳ với circuit nha. Ngoài ra thì cái khả năng làm chậm của chiêu 2 rồi khả năng là giảm cái thời gian của chiêu 2 khi đánh thường cường hóa ấy, nó sẽ được tăng cường hơn. Tăng cường hơn. Thế là các bạn sẽ chơi circuit sướng hơn trong phiên bản tiếp theo. Nhưng mà cái cơ chế cường hóa thì nó vẫn giữ cũ thôi. Nên là các bạn phải cần tập cái cơ chế đánh thường này. Nhiều khi thì cũng bị hụt đấy. Rồi hụt thì đánh chịu đi, biết nào thế nào anh em ơi. Hụt thì vẫn phải chơi thôi. Vẫn phải bật chiêu 2 trước, sau lao vào cố gắng là chơi một trúng địch thì được tăng thêm 50% sát thương của cái chiêu 2 nha, thì mình mới có đấm siêu to khổng lồ được. Con này anh em đấm quái rừng thì tầm 4k rưỡi đến 5k sát thương phép là quá bình thường luôn. Còn đánh lên người thì anh em phải lên đồ full phép rồi. Lên đồ full phép thì đánh người mới tầm 4-5k. Anh em nhìn thấy cột máu của mình chưa? Trời ơi. Thì cái cột máu này nó sẽ tăng nhiều theo thời gian, bởi vì mình lên cái điều lý than này, mình sẽ lên đồ toàn có máu tối đa thôi. Máu đa, cái đồ máu tối đa thấp nhất chắc là cái gươm hiền chiết với hơn 1000, 1000 không trăm. Nhưng mà những cái trang bị tiếp theo toàn 1k2. Và cái trang bị nhiều nhất là cái phù chú trường sinh. Phù chú trường sinh, khi mà mình lên là phù chú trường sinh thì anh em sẽ thấy cái cục máu của mình, cái thanh máu của mình nó dày chi chít thế nào. Ui, không được rồi. À, kiểu combo của circuit mà nhiều khi là mình bật chiêu 2 sớm quá. Nghĩa là anh em sẽ dùng chiêu 2 trước nha. Sau đó thì lướt chiêu 1 vô dùng chiêu cuối. Rồi đánh thường. Ở khi đó thì chiêu 2 cũng được cường hóa luôn. Nhưng mà combo này nhiều khi là tướng địch vẫn thoát được. Nói chung làm sao mà bật cái chiêu 2 lên đợi một tí mới vô. Bật chiêu 2 lên đợi một tí mới vô nha anh em ơi. Đó, qua điểm này, chuẩn bị qua cái điểm có thể cường hóa ấy, các bạn mới lướt thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy là có cái khoảng thời gian chờ khi chơi circuit, chờ kỹ năng để mình chơi. Ôi có mạng anh em ơi. Chạy làm sao được. Rồi đấm luôn. Thôi mà kinh quá. Kinh quá anh em ơi. Con Ane này là con tướng mà nó không sợ tanh đâu, nó chém tanh rất là ghê anh em ơi. Ok, Adun có chiều của anh ơi, anh Giàng A Pháo ơi, Giàng A Pháo ơi. Anh Pháo A Giàng ơi. Trời ơi. May quá anh em ơi. Vẫn chạy được. Nói chung là đấm cũng khá là ghê và ăn mạng cũng rất là đều. Đến phút thứ gần phút thứ 8 mình đã có 8 mạng rồi. Nói chung là gánh team với quái vật circuit. Công nhận là lúc review ở máy chủ thử nghiệm ấy, sức mạnh rất là to lớn khi mà nó không bị giảm khi ra mắt chính thức. Nay thì nó được tăng thêm tí xíu rồi. Hy vọng là sẽ thành con quái vật nha. Trời ơi. Đấm ra rừng team bạn lưu cái đầu luôn. Và trận đấu này mình sẽ lên đồ kháng phép trước nha. Lên cái đùi gà trước anh em ơi. Khi mà team bạn có rừng là tướng sát thương phép thì mình sẽ lên đùi gà, đặc biệt là Zeal này, Pain này, Keda này. Anh em cứ lên cái đùi gà cho mình. Auto được chơi. Mà sẽ cực kỳ trâu nha. Sẽ khắc chế được rừng team bạn. Tính thì bạn không dám đánh anh em đâu. Nhìn máu kìa. Nhìn máu với cả đồ cái huân chương cho cái đùi gà thế này thì Tách bên làm chơi. Ok, đầu tiếp theo thì anh em có thể lên giáp thống khổ này. Hoặc là các bạn sẽ lên cái trang bị khiến anh em có thêm khả năng khống chế. Nhưng mà lại có khá nhiều máu. Không phải áo trồng băng giá đâu. Mà là cái trang bị đây, khiên thất truyền anh em ơi. Rồi bạn là dừng tí bạn anh em ơi, mình đánh thường được cộng rất nhiều sát thương phép và máu nhiều hơn bạn ấy khá là nhiều. Ui cân đôi anh em ơi. Cân đôi, trời ơi đấm kìa. Lưu cái đầu luôn. Rồi từ từ anh em ơi. Chiêu 2 cường hóa ra đấm phát chết này. Bùm, trời ơi 3k2 sát thương phép. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Cân đôi là dễ, cân đôi là dễ nha. Đấm lên quái này là hơn 4k rồi. Anh em thấy chưa? Vừa trâu vừa khỏe, đúng thực sự là con quái vật. Nhưng mà nó hơi tù. Nếu mà cơ chế mà cái chiêu 2 mà nó kiểu như cái phiên bản cũ, như kiểu circuit cũ ý, thì có lẽ là tuyệt vời. Chùm luôn.
zoom thực sự luôn anh em ơi. À, bây giờ rất nhiều anh em hỏi là anh MOBA ơi có thể chơi Circuit full cơ vật lý được nữa hay không? Thì mình xin trả lời đó là không thể chơi được như cũ nữa. Bởi vì với cơ chế mới, kỹ năng mới thì cái cơ vật lý không liên quan gì đến cái sát thương của Circuit cả. Chỉ liên quan một tí xíu rồi sát thương chiêu 1 và chiêu cuối thôi. Đó, thành ra là anh em phải lên đồ semi, đó là đồ có xuyên phép hoặc là giảm kháng phép và thật nhiều máu tối đa. Đi rừng cũng vậy, đi rừng thì anh em nhớ phải lên cái rìu Leviathan nha. Ở đây anh em có thể chơi cái full phép cũng được. Full phép cũng được nhưng mà full phép thì mình sẽ khá là mỏng. Khá là mỏng và khó chơi. Anh em chơi kiểu này rất là dễ chơi nha. Vừa trâu, vừa khỏe. Đấy. Chỉ cần căn chiêu chuẩn xác thôi là các bạn sẽ đấm cực kỳ lợi hại. Lưu ý là máu phải càng nhiều càng tốt. Thì mình farm dễ này, đánh tướng địch đau này. Đừng để tướng địch, cái con tướng nào nó nhiều máu hơn mình nha. Cái này thì Aru mà không có cửa so với cái lượng máu với Circuit đâu nha em ơi. Đâu đây là 17-18k rồi. Anh em nhìn thấy chưa? Ba cái vạch đen. Sao vạch đen là ba cái vạch xanh nữa? Trời ơi. Ôi, đấm sớm quá, đấm muộn một tí nữa thôi, chạy thêm một bước nữa là cường hóa vào đấy rồi. Ui, anh tính gì vậy? Bây giờ mình đánh thường nhỉ, mình đánh thường lên tướng địch là cộng cũng gần 1k sát thương phép rồi. Đánh thường lên quái là cũng gần 1k, đánh thường lên tướng địch thì chắc là hơn 500 thôi. Thôi anh em. Rồi. Farm lính hồi máu, ăn hai con lính được 2k8. Và sắp tới thì nó sẽ là con số cực kỳ kinh khủng. Cực kỳ kinh khủng anh em ơi. À, đánh đến người thì chỉ có 500 thôi. Bằng chứng là mình đánh đến trụ cũng được 500 này. Mà 500 một đòn đánh thường là cũng rất là ghê. Trước khi mình xài ngọc cho Circuit là mình xài cái ngọc 20% tốc đánh cơ. Ngọc đấy đánh mới sướng. 26 anh em ơi, 26% tốc đánh. Đánh cực kỳ sướng. Hôm nay thì quên chương trình bằng ngọc. Ui đòi giết anh em ơi, hồi máu 2k9999. Ôi. Ui nhưng mà tim mạng thà chết hy sinh giết mình kìa. Trời ơi. Bốn đứa dí anh em ơi, bốn đứa dí. Mới chết được con quái vật Circuit. Căng nhở. Thang máy trụ thôi là mất zin rồi. Tốt vậy được không ít? Được cũng tạm được. Ui anh em nhìn kìa. Chơi này thì bạn chơi chỉ 18.777 máu tối đa. Thực sự thì sắp 20k rồi. Nên mình bắn cái giày đi, mình lên thêm một cái đồ nữa. Lên cái đồ thủ nữa anh em ơi, lên cái gì nhỉ? Cái thuẫn nham. Nham thuẫn anh em ơi. Lên cái nham thuẫn thì thực sự là hơn 20k máu luôn. Ok, nhưng mà anh em ơi, sắp tới thì cơ chế của cái nham thuẫn này nó thay đổi nhá. Nó sẽ bị giảm sức mạnh khá là nhiều. Cơ chế tạo khiên thì nó sẽ chỉ là 50% máu tối đa và 50% máu đã mất thôi. Bây giờ là 10% máu ra và 50% máu nó mất. Anh em như thấy như vậy như thế nào? Nghĩa là cái khiên anh em giảm đi. Thứ hai là lượng sát thương anh em gây ra cho tướng địch cũng bị giảm đi. Anh em bây giờ bị giảm 70%, nghĩa là anh em còn 30% sát thương, thì sắp tới anh em chỉ còn 10% sát thương khi bật cái khiên này thôi. Thực sự thì cũng hơi buồn đúng không? Hơi buồn nhưng mà thôi. Ai bảo bá quá, ai bảo đồ bá quá, đồ off quá. Thực ra là bị giảm thôi anh em ơi. Mẹ ăn gì tao cúng Circuit. Trời ơi. Thánh điên bị mình đấm nhiều quá thành ra là lú cái đầu. Lú cái đầu thực sự anh em ơi. Nhìn máu mình cũng không dám chơi. Nhìn cái cục máu mới có cái cục tím rồi. Mấy các bạn pháp sư hai đứa thì không được, ba đứa, bốn đứa. Ôi trời, bốn đứa thì em chạy anh ơi. Ui gắt qua gấu ơi, về đi ghế gấu ơi. Không chơi đâu. Ôi xong gấu rồi. Mình vẫn còn tầm 10k máu nha. Ui. Mình vẫn còn tầm 5k máu nha. Trời ơi. Công nhận là anh em ơi, bây giờ dùng cái mộc giáp cho Circuit đánh sướng thực sự. Anh em đi dùng cầm mộc giáp cho Circuit nha. Nói chung là chi tiết cái trang bị này, phù hiệu này, anh em theo dõi bên dưới các bảng ngọc. Mình thấy là bảng ngọc chuẩn hơn cho Circuit thì mình cũng để bên trong mô tả video clip các bạn tham khảo.
Hiện tại thì mình đang có rất nhiều ý tưởng làm clip, những ý tưởng dị lạ đặc biệt và những ý tưởng phong cách chuẩn một tí. Những kiểu con Scott này đều phong cách cũng khá là chuẩn anh em ơi, không phải là chơi đâu, rất là chuẩn, chơi rất là sướng mà leo rank có thể leo rank được. Chứ bây giờ mình thấy nhiều anh em lãng quên con quái vật Scott quá. Chơi nha, chơi nha. Ui một mình, ối một mình anh em ơi. Đấy, cứ phải chiều cuối, chiều ai cho một chiều cuối luôn thì mới đấm dễ được. Ok, sao KS được phát đấm của mình là tầm 4k cơ mà. Hey. Không hiểu tại sao anh em ơi. Trời ơi, ăn cái gì không biết, toàn tóm Scott thôi. Rồi, từ từ nha. Chiêu 2 này. Rồi chuẩn bị nha. Lướt cái chiêu 1 đánh thường này. Trời ơi, đúng là dừng tim bạn bị mình đấm lú cái đầu luôn. Thôi đẩy bít. Ok anh em ơi, bây giờ chính là 20.091 máu, hơn 1k, gần cả 2 giáp. Kháng phép cũng cực kỳ cao. Ôi xài đến Tết mới chết bạn ơi. Xài đến Tết mới chết luôn. Bạn này chém mình chí mạng có hơn 300 máu. Mình hồi máu từ cái mộc giáp là 3k. Bạn chém đến bao giờ? Trời ơi, lù cái đầu luôn anh em ơi. Ok, 16 mạng cho Scott, quá quái vật thật sự luôn. Nhắm anh cao thủ mới easy với con quái vật này. Anh em muốn làm quái vật thì chơi Scott thì mình thấy farm rất là nhanh. Đấy, anh em cũng cố gắng là farm giống Momo Việt, hack vàng để có thể trở thành con quái vật thực sự. Và 17-1-11 cho Scott. Ok, video của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.